Caro, caro bà con. Bà con ta biết caro hết rồi phải không bà con? Caro đó, caro, 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 caro. Câu ở ruộng đó bà con. Nó rất tốt. Bởi thịt nó rất hiền. Nó rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà riêng những người có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn caro. Ăn vào bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi cho chứng bệnh của mình. Vui lòng đừng ăn caro. Đó là những người bị hen suyễn, những người bị xương khớp, những người viêm trong cơ thể, ung thư, có bệnh ung thư, vui lòng không ăn caro. Ăn vào bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà nó xấu đi cho sức khỏe của mình. Đó, vui lòng đừng ăn nha bà con. Đó là những người có bệnh hen suyễn, những người có bệnh xương khớp, những người có bệnh viêm trong cơ thể, ung thư và có những bệnh ung thư khác là đừng ăn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình nha. Còn ngoài ra là cá rô nó tốt, là tốt rất nhiều bởi vì nó có protein, axit omega 3, tốt cho hệ tim mạch, mắt, tốt cho hệ thần kinh. Cá rất mạnh, đó là cá ở biển, nước ngọt, nước đồng, nước ruộng, nước cống rãnh. Cho nên ăn một ngày một con. Nếu như vậy ta ăn 6 ngày thì phải nghỉ một ngày. Không ăn liên tục được, ăn 6 ngày thì phải nghỉ một ngày. Cá rô nó có nhiều protein, axit omega 3, nó tốt cho hệ tim mạch, làm hệ tốt cho hệ thần kinh. Cá mà mạnh nhất là nó sống ở nước biển, nước ngọt, nước đồng. Loại cá này nó sống mạnh lắm, chỗ nào nó sống cũng được. Nước ruộng, nước cống rãnh nó còn sống được luôn. Nhưng mà ta ăn thì ăn không quá một ngày một con. Nếu ăn liên tục 6 ngày thì phải nghỉ một ngày. Và những người không ăn, đó là những người tuyệt đối không ăn, là người bị hen suyễn, xương khớp, viêm trong cơ thể, ung thư và có bệnh ung thư. Không ăn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Woo!